về trừu tượng là gì? Mình có thể hiểu nghĩa đơn giản là cái này nó chưa có, chúng ta đang tưởng tượng ra, tưởng tượng ra đó. Mình không hình dung được cụ thể nó như thế nào, nhưng mà mình biết là nó có đó, thì chúng ta gọi là trừu tượng. Được chưa nào? Như vậy thì trong Java, một cái lớp, một cái class gọi là trừu tượng, tức là lớp đó được xây dựng nhưng mà chưa đầy đủ. Một cái method, một cái function được xây dựng là trừu tượng, là cái function đó chúng ta biết là tí nữa với những cái class khác mà thừa kế nó, kế thừa nó thì có sử dụng. Nhưng mà chúng ta cũng chưa rõ là hiện nay là xây dựng bằng cách nào. Chúng ta chỉ khai báo được một cái tên thôi. Như vậy là gọi là trừu tượng, tức là tại thời điểm hiện tại chúng ta không biết nó làm cụ thể như thế nào. Nhưng mà trong tương lai, trong những cái class khác kế thừa nó thì sẽ xây dựng lại. Như vậy chúng ta gọi là trừu tượng, đó là khái niệm về trừu tượng. Và chúng ta có ví dụ như là một cái gọi là hình. Thì cái hình là cái chung chung, ví dụ như là nhập rồi xuất. Nhưng mà nhập cái gì, xuất cái gì? Chu vi, diện tích. Bây giờ hình thì nó có chu vi đó, có diện tích đó, nhưng mà tính làm sao không biết. Hình chữ nhật tính khác, hình tròn tính khác, hình tam giác tính khác. Cho nên cái này chúng ta sẽ định nghĩa một cái class hình, nhưng mà tương đối thôi, trừu tượng thôi, không cụ thể. Đấy, như vậy chúng ta gọi là trừu tượng ha. Rồi, chúng ta sẽ định nghĩa một cái class sinh viên trong cái đề của lớp 7. Như vậy thì cái class sinh viên ở trong này, đề của lớp 7, người ta nói rất là rõ ràng. Tạo một lớp sinh viên Bully gồm hai thuộc tính, tức là hai field, có họ tên và ngành. Họ tên và ngành. Đó, họ tên và ngành. Cùng hai phương thức là get điểm và get học lực. Bây giờ trong này các bạn thấy mình chỉ mới nhập được họ tên và ngành thì làm sao có điểm? Điểm này đâu ra? Tức là chưa có bất kỳ một cái gì hết, tại sao là get điểm được, lấy điểm được? Được chưa nào? Cho nên cái này chúng ta vẫn định nghĩa cho nó hàm get điểm, nhưng mà không làm gì hết, chỉ định nghĩa là có cái tên thôi. Như vậy khi mà bạn khai báo một cái biến mà nó có cái kiểu là sinh viên Bully thì bạn vẫn thấy được cái hàm get điểm, nhưng mà thực chất không làm được gì hết. À, cái trừu tượng là nó như thế. Tức là chúng ta xây dựng trước để làm gì? Để cái hàm học lực này nè là cái hàm chung, bất kỳ chuyên ngành nào khi có điểm thì có học lực. Thì lúc này cái hàm, cái function hoặc là cái method học lực này chúng ta xây dựng chính thức. Chúng ta biết học lực là như thế nào thì chúng ta xây dựng cụ thể luôn. Đó, được chưa? Học lực là có đây. Chúng ta xây dựng cụ thể. Được chưa nào? Như vậy thì cái mà lấy điểm là trừu tượng là để cho chúng ta có cơ sở mà tính học lực. Rồi sau đó tùy trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ lấy điểm, chúng ta tính sau. Nhưng lúc này cái học lực là chúng ta không cần viết lại. Đó, học lực chúng ta chỉ viết một lần thôi. Chứ nếu trường hợp get điểm, chúng ta chờ đến một cái class thừa kế, kế thừa chúng ta mới viết, thì đến lúc đấy cái hàm học lực này chúng ta cũng phải viết ở sau. Các bạn hiểu được chỗ này chưa? Chúng ta làm cái này là trừu tượng để viết cái này. Đấy, cụ thể thầy sẽ vào thầy viết cái này cho các bạn xem. Sinh viên Bully có họ tên, có ngành, và có một cái hàm khởi tạo là họ tên ngành. Rồi get điểm trả về double, học lực trả về string, xuất voice. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết. Sẽ thể new một cái project mới đi. Buổi 14 là
Trong buổi 14 lớp 7 này chúng ta sẽ viết cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái class là sinh viên Poly. Sinh viên Poly có gì? Có stream họ tên, có stream ngành. Rồi, được chưa nào? Rồi một cái hàm nữa là cái hàm lấy điểm, hàm lấy điểm, get điểm. Mà get điểm không có, không biết, bây giờ chưa có cái gì mà liên quan đến điểm ở đây hết trơn á, thì làm sao lấy điểm được? Cho nên get điểm chúng ta sẽ sử dụng trừu tượng. Trừu tượng thì sử dụng cái từ là abstract. Abstract ha. Bạn sử dụng cái từ khóa abstract để bạn viết cho cái lớp trừu tượng. Như vậy bạn sẽ abstract cái hàm get điểm kiểu double. Và với cái hàm trừu tượng thì chúng ta không có mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, tức là không có lệnh ở bên trong. Bây giờ khi mà chúng ta viết xong, nó báo lỗi. Lỗi gì đây? Bởi vì trên nguyên tắc, cái lớp mà lớp hình và sinh viên là lớp trừu tượng, thì ở đây bản thân trong cái class mà có trừu tượng thì bản thân cái class đó phải trừu tượng mới được. Đây, trong cái class sinh viên Poly lúc nãy mình viết không có lỗi gì hết. Đây, không có lỗi. Nhưng khi chúng ta đưa vào cái hàm get điểm là dạng trừu tượng, tức là mình chưa biết tính điểm làm sao hết trơn á, mình chỉ ghi cái hàm đó thôi, thì nó sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ đưa lên đây lớp này cũng là trừu tượng thì ok hết. Và mục đích của chúng ta dùng cái hàm get điểm để làm gì? Để chúng ta viết cái hàm, chúng ta viết cái hàm mà public string get học lực, đúng không nào? Get học lực, à, get học lực. Get học lực. Và get học lực này chúng ta viết được. Chúng ta biết get học lực này đâu ra? Có phải là dựa vào điểm không? Đây, get học lực dựa vào điểm nè. Nếu điểm nhỏ hơn 5 là yếu, điểm nhỏ hơn 6,5, còn cái trên hoặc bằng 5 này mình khỏi tính. Bởi vì if điểm nhỏ hơn 5, L là nó đã qua đến đây rồi, không cần đến điều kiện phía trước. Nhớ chỗ này nha. Như vậy chỗ này mình sẽ là, nếu như điểm chấm get điểm mà nhỏ hơn 5 thì làm gì? Return yếu chấm phẩy, còn không nếu this chấm get điểm nhỏ hơn 6,5 thì làm gì? Thì return trung bình. L if nếu this chấm get điểm nhỏ hơn 7,5 thì làm gì? Return
Nhỏ hơn 7.5. Cái này có khá không? Khá. Eo tiếp. Ghét điểm. Nhỏ hơn 9 thì sao? Giỏi. Còn không? Suy thân. Xuất sắc. Ok, như vậy mình đã viết được xong cái hàm ghét học lực. Lý do người ta xây dựng cái hàm trừu tượng này là hiện nay đối với bất kỳ một sinh viên nào, khi mà chúng ta có điểm, chúng ta đều xếp được học lực. Chúng ta đều có thể xếp được học bổng, chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác. Được chưa nào? Như vậy cái này, cái hàm này nè, cái hàm học lực này chúng ta có thể là xây dựng chung, xây dựng trước. Được không nào? Nhưng muốn xây dựng trước phải có điểm. Mà hiện nay sinh viên vô ly, các bạn thấy cái đề người ta cho, với những sinh viên khác thì điểm nó khác. Đây xuống dưới mình sẽ thấy. Với sinh viên IT thì nó có 3 cột điểm. Sinh viên marketing, business thì nó có 2 cột điểm. Như vậy hai cái đối tượng sinh viên nó có hai cái field khác nhau. Như vậy chắc chắn cái hàm tính điểm nó sẽ khác nhau. Tính điểm nó sẽ khác nhau. Tính điểm này và tính điểm này nó khác nhau. Như vậy nếu như mình không xây dựng cái hàm tính điểm trước thì mình không thể làm hàm học lực. Hiểu được chỗ là tại sao mình phải trừu tượng chưa? Được chưa nào? Ok. Ok. Rồi. Như vậy mình đã biết tại sao là có trừu tượng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Như vậy là mình đã làm xong rồi, đến đây rồi nhé. Tiếp tục nào. Mình sẽ tạo cái sinh viên IT kế thừa từ sinh viên Bully, làm được không? Được. Xây dựng lại cái hàm ghét điểm để tính điểm lại bằng cái này, làm được không? Được. Ok. Như vậy cái sinh viên Poly nè, như mình còn thiếu tí xíu, mình còn thiếu cái hàm khởi tạo. Mình làm cái hàm khởi tạo cho sinh viên Poly nữa. Khởi tạo, bạn sẽ insert code ở đây cho nó nhanh. Constructor không có gì hết. Ok, một hàm insert code constructor cả hai. Xong, như vậy mình đã xây dựng được hai hàm khởi tạo. Bây giờ hàm xuất, mình xuất thông tin ra. Xuất thì mình chỉ cần là voice, không có tham số. Xuất cái gì? Đối với sinh viên này chúng ta có thể xuất được thông tin sinh viên, chúng ta xuất được cái gì? Họ tên cộng rồi. Tiếp đến chúng ta có thể xuất được gì nữa? Xuất được ngành. Xuất được điểm là ghét điểm đó.
Ghét điểm. Sức được. Học lực. Ghét học lực. Ok, mình đã sức được như thế. Rồi mình xuống đây mình xuất xuống dòng cái để tí nữa nếu mà mình xuất ra thì nó không có bị giòn lại, mình dễ nhìn. Hoặc là bạn xịt inner cũng được, tùy. Hoặc là system out cũng được, cái gì cũng được cả. Rồi xong ha. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái lát mới là cái lát sinh viên IT. Sinh viên IT mình sẽ kế thừa từ sinh viên Poly, được không? Sinh viên IT kế thừa từ sinh viên Poly, báo lỗi gì? Sinh viên IT không có khai báo, không thể dùng mà khai báo trừu tượng được, cho nên ở đây nó yêu cầu là mình sẽ xây dựng lại cái phương thức ghét điểm, thấy à, hay không? Đó. Rồi nếu như xảy ra lỗi thì không thể support, vân vân. Bây giờ mình sẽ sửa chỗ này tính sau ha. Bây giờ sinh viên Poly có gì? Có điểm Java, có điểm gì nữa? HTML, CSS. Ok, sinh viên nó có điểm như thế. Rồi tính điểm, tính lại tính làm sao? Tính lại chúng ta sẽ return return cái gì? Điểm Java. Nhân đôi cộng với điểm cộng với CSS chia cho 4. This be sai. Ok. Như vậy là mình đã xây dựng xong cho cái hàm của sinh viên Poly. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ làm tiếp thêm một cái hàm khởi tạo cho sinh viên Poly nữa. Bởi vì hiện nay sinh viên Poly là mình chưa xây dựng hàm khởi tạo. Constructor. Ok, không chọn gì hết. Thêm một cái constructor nữa. Cả ba luôn. Ok. Xong. Kịp không? Tương tự như vậy, mình sẽ xây dựng thêm cho cái class gì? Sinh viên Business. Và tương tự chúng ta cũng kế thừa từ ai? Từ sinh viên Poly. Kế thừa từ sinh viên Poly. Và tương tự như vậy nó cũng báo cho chúng ta là có một hàm cần phải định nghĩa lại. Sinh viên Poly thì nó, sinh viên Business thì nó sẽ có điểm gì? Trong này có điểm gì?
Đây, điểm marketing và điểm sale. À, điểm marketing và điểm sale. Tí nữa chúng ta sửa lại bên kia có chữ điểm vô cho nó đồng nhất. Bây giờ mình sẽ return this chấm điểm marketing nhân đôi cộng với điểm sale chia 3. Ok, sau đó mình xây dựng thêm một cái hàm constructor có lỗi gì đây. Đang xử lý. Điểm Java. Điểm HTML. Điểm CSS. Cóp nhầm rồi. Rồi, mình làm cho nó đồng bộ thôi. Ok, có chữ điểm vô cho nó đồng bộ. Rồi bên này chúng ta sẽ xây dựng thêm cái constructor không có gì, sau đó thêm một cái constructor. Ok, xong rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ viết cái hàm chính nha, hàm chính để mình sẽ tạo. Ở đây là mình đã làm xong cái này rồi nè. Đến đây. Đó, bây giờ là đến câu 4 nè. Cái này là mình sẽ xây dựng câu 4 nha. Câu 4 là các bạn xây dựng chúng ta gọi là chia để trị, chia để trị. Mình sẽ làm từ từ nha. Bây giờ người ta yêu cầu là lập danh sách sinh viên. Lập danh sách quản lý sinh viên bao gồm những chức năng này. Như vậy ở đây các bạn nhìn câu 4 nè. Người ta yêu cầu là viết chương trình quản lý sinh viên bao gồm những chức năng này. Có nghĩa rằng chúng ta phải tạo menu. Đúng không nào? Như vậy thì chúng ta có thể copy cái nội dung đó qua để chúng ta bắt đầu tạo menu nè. Chúng ta xuất ra câu thông báo. Được chưa? Rồi, chúng ta sử dụng cái đoạn này đặt phía trước. System out. Nháy kép. Đó, mình có được một cái menu.
Rồi, lấy cái số 2 vô. Tương tự như vậy. Cái này là thầy đang xây dựng menu nha. Rồi được không nào? Làm gì nữa? Mình sẽ là ghi là chọn công việc đúng không? Chọn công việc. Mình sẽ khai báo một cái scan. Như vậy thì chỗ này mình sẽ dùng đến cái hàm gì? Suite công việc. Công việc bằng scan chấm net in công việc nếu như bằng 1 thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ dùng một cái hàm xuất. Rồi chúng ta viết cái hàm xuất dưới này. Đấy, chúng ta chưa làm gì hết, cứ để xuất vậy cái đã. Được không? Hàm xuất này lỗi gì? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cho cái hàm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ hai mình sẽ dùng hàm hàm này mình dùng hàm nhập chứ. Nhập. Rồi thứ hai là xuất. Thứ ba là danh sách sinh viên giỏi. Xuất sinh viên giỏi. Thứ tư là sắp xếp. Như vậy bạn sẽ viết thêm một cái hàm sắp xếp nữa. Nhớ là sắp xếp xong là phải xuất nha. Rồi cái cuối cùng là số 5. Thoát. Bây giờ mình thiếu hàm gì? Mình thiếu hàm nhập, thiếu hàm xuất giỏi, thiếu hàm sắp xếp. Rồi trong hàm nhập này mình viết cái gì thì mình tính sau. Hàm xuất sinh viên giỏi. Rồi tính sau.
Sắp xếp. Rồi sắp xếp như thế nào thì mình cũng viết sau luôn. Ok. Rồi trong mỗi hàm này mình chỉ cần xuất ra một câu ghi chú để cho mọi người biết là chúng ta đang đang làm cái hàm này thôi. Còn tí nữa chúng ta sẽ viết nha. Đó, này mình làm để cho nó chạy được cái menu thôi. Như vậy đã xong được menu chưa? Xong chưa? Chưa, đúng rồi. Mình phải làm gì nữa? Y2, chính xác. Ok. Như vậy thì cái việc menu này lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ dùng while true. Ok, mở ngoặc ở đây và kết thúc ở cuối cùng của cái case của switch. Và chỗ này chúng ta sẽ hỏi là có tiếp tục hay không. Công việc 1. Được chưa? Nó nói nè. Xuất nè, công việc 1 của mình là xuất nè. Công việc 2 nhập. Công việc 3 danh sách sinh viên giỏi. Công việc 4 sắp xếp. Nhập là sai rồi, xuất mới đúng. Công việc 5 thoát. Như vậy chỗ công việc 4 cái hàm xuất của mình sắp xếp xong xuất. Ừ, mình gõ nhầm chỗ này rồi nè, hai cái ngược nhau nè. Thấy chưa? Đó. Rồi, như vậy là mình đã làm sơ bộ menu xong. Bây giờ mình làm đến cái hàm nhập. Như vậy cái hàm nhập này nội dung là gì? Tức là mình sẽ lấy danh sách sinh viên từ bàn phím nhập vào. Như vậy sinh viên của mình có hai loại sinh viên. Một là sinh viên IT, hai là sinh viên business. Như vậy trên này mình sẽ khai báo hai cái mảng, hai cái mảng là sinh viên ở dạng là array list, array list kiểu là sinh viên IT, sinh viên IT bằng new sinh viên IT rồi. Tương tự như vậy, mình sẽ khai báo một cái mảng nữa để chứa sinh viên business. Ok. Khai báo hai cái mảng để chứa hai cái dạng sinh viên. Bây giờ trong hàm nhập mình sẽ viết gì? Mình ghi là nhập thông tin sinh viên. Rồi làm gì nữa nào? Nhập họ tên. Họ tên sinh viên. Bây giờ mình chưa biết đó là sinh viên IT hay là sinh viên business, cho nên mình phải dùng tạm một cái biến là string tên bằng scan, scan mình
khai báo thêm một cái miếng scan, bởi vì scan này mình khai báo ở trong, thành ra là nó sẽ không hiểu. Bằng scan chấm netline. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập ngành. Và chỗ này stream ngành. Bây giờ nếu như cái anh này ảnh là ngành gì? IT, thì chúng ta nhập điểm Java, điểm HTML, điểm CSS. Được không? Mình có 3 cái điểm. Còn nếu mà anh này ảnh là business thì mình nhập 2 điểm. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao để mình kiểm tra đây. Và cái ngành của chúng ta thì nó chỉ có hai ngành thôi, là IT hay là business. Vậy lúc này chúng ta sẽ yêu cầu người ta nhập ngành, là nó có hai trường hợp là nhập vô IT hoặc là nhập vô là business. Đó, nhập cái gì? Mình yêu cầu người ta nhập vậy đó. Nhưng mà phải chắc chắn cái này nha, còn nếu mà không phải cái này là không đúng. Cho nên mình phải kiểm tra cho người ta nhập đúng hay nhập sai chỗ này. Thì mình sẽ dùng thêm một cái lệnh while nữa. Được chưa nào? Mình sẽ kiểm tra cái gì? Nếu như ngành chấm so sánh với IT mà đúng, hoặc là ngành so sánh với business mà đúng thì làm gì? Thì thoát. Có nghĩa rằng khi nào mà nhập đúng thì thoát, còn nếu không đúng thì sao? Thì quay lại nhập tiếp. Đó. Nếu như nhập đúng ngành IT hoặc business thì thoát, không nhập nữa, còn không thì quay lại nhập tiếp. Được chưa nào? Như vậy là mình đã nhập xong ngành rồi. Bây giờ mình kiểm tra tiếp. Nếu cái ngành ngành mình khai báo ở ngoài, tại vì ngành ở bên trong cho nên là ở phía cái lệnh if phía dưới nó sẽ không hiểu. Mình khai báo phía ngoài này đi. Trong này mình đã khai báo rồi thì không khai báo nữa. Ngành chấm. Nếu mà ngành bằng IT thì làm gì? Thì làm gì đây? Mình sẽ có 3 cái cột điểm Java, HTML và CSS. Như vậy mình sẽ có 3 cột điểm. Java bằng scan chấm net double. HTML CSS. Như vậy là mình đã nhập được 3 cột điểm rồi. Bây giờ mình sẽ add cái sinh viên IT vào cái mảng của mình. Được chưa? Như vậy bạn sẽ tạo cho thầy một cái sinh viên IT là svit bằng new mở ngoặc. Sinh viên IT có gì? Điểm Java, điểm HTML. Đó.
điểm Java, điểm HTML, điểm CSS, rồi tên, rồi ngành, thấy không? Đó là mình tạo một cái sinh viên IT. Sau đó mình sẽ đưa cái sinh viên IT này vào chấm add sinh viên IT. Như vậy mình đã thực hiện xong cho sinh viên IT. Tương tự như vậy, nếu nó không phải là sinh viên IT thì nó là sinh viên của business. Mình chỉ cần làm lại cái đoạn này và mình đổi thành sinh viên business là xong. Như vậy điểm ở đây nó không còn là CSS nữa, mà chúng ta sẽ dùng là điểm gì đấy? Điểm marketing và điểm sale. Đấy, như vậy điểm của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đổi lại điểm marketing và chỗ này là điểm sale. Rồi, như vậy sinh viên bây giờ chúng ta không dùng sinh viên IT nữa, mà chúng ta sẽ dùng sinh viên business. New rồi marketing, sale, tên, ngành, sinh viên được chưa? Được chưa nào? Đó là hàm nhập của mình. Bây giờ mình làm hàm xuất đi ha. Hàm xuất. Như vậy thì mình có hai mảng, một mảng là chứa sinh viên IT, một mảng là chứa sinh viên business. Cho nên khi mình xuất thì sinh viên IT 2 chấm làm gì? SV IT chấm xuất. Xuất là nãy mình viết rồi. Và tương tự như vậy, mình sẽ viết cho sinh viên business. Ok. Không lỗi gì hết. Nhưng chỗ này người ta không biết là chúng ta đang cần nhập điểm Java. Thấy không? Điểm Java là gì? Nhập vô. Đó. Tức là hiện nay chúng ta đã nhập được rồi, nhưng mà chúng ta không có câu thông báo, cho nên không biết. Rồi, tương tự như vậy ở dưới này. Chưa? Rồi, tên A, ngành IT, điểm Java 5, 6, 7,
Rồi, mình mới nhập được một người à. Đúng không? Nó chưa có cho phép mình nhập lại. Chưa phép nhập lại. Bây giờ mình làm sao để mình xử lý cái vụ nhập lại đây? Cái chỗ nhập của mình à, mới nhập có người à. Đó, mình mới nhập có một người duy nhất à. Như vậy để nhập lại thì chúng ta sẽ lập lại từ đâu? Từ đây. Nhập thông tin sinh viên cho đến đây. Cả một đoạn dài như thế. Đúng không? Rồi, xuống đây, kết thúc. Hết lỗi. Bạn có tiếp tục nhập không? Có. Không. Nếu scan chấm net line chấm không thì thoát. Format code lại. Ok. Như vậy nó sẽ cho chúng ta lặp đi lặp lại cái việc nhập. Một. Chú ý là xuất hiện lỗi nữa nha. Tí nữa có thể lỗi đó. Ngành IT. Điểm 5, 6, 7. Rồi, thấy chưa? Lỗi gì đây? Nó đâu có hỏi đâu. Nó nhảy vô tiếp nè. Lỗi này lỗi gì? Trôi lệnh. Ok, xử lý bằng cách là thêm scan. Ok. Đấy. Như vậy các bạn phải biết một số cái lỗi thông thường để mình xử lý tiếp tục hay không. Chỗ này mình sẽ là scan chấm netline không làm gì hết. Đấy là mình sửa từ từ vậy ha. Gọi là chia để trị. Một sinh viên A ngành IT điểm 5, 6, 7 tiếp tục không. Bây giờ nếu như gõ chữ K thì thoát, còn lại tất cả những phím khác đều quay lại cả. Thông tin sinh viên B ngành IT điểm 1, 2, 3 có tiếp tục không? Họ và tên C sinh viên ngành Business điểm Marketing 7 điểm Sale 8 có tiếp tục không? Họ tên D ngành không đúng. Nó yêu cầu nhập lại ngành gì? Ngành gì? Sai. Ngành Business. Rồi, điểm 9 3 tiếp tục hay không? Không. Bây giờ mình chọn công việc thứ hai là xuất xuất thông tin sinh viên. Công việc thứ hai. Công việc thứ hai của mình nó sẽ xuất cho mình nè, mình nhập vô A ngành IT điểm xếp loại trung bình. Sinh viên B ngành IT điểm 1.75 yếu. Sinh viên C business 7.3 khá. Sinh viên D business 7 chấm khá. Được chưa? Số 5 kết thúc. Và việc của các bạn bây giờ là các bạn sẽ code thêm cho thầy cái đoạn mà xuất sinh viên giỏi và cái đoạn sắp xếp. Được chưa nào? Như vậy các bạn viết cho thầy cái đoạn code đó. Còn cái đoạn nhập và xuất là thầy đã viết xong rồi.
đúng không? Đó, nhập và xuất là thầy đã viết xong. Như vậy nhiệm vụ của các bạn bây giờ là sinh viên giỏi làm sao biết sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần, nhớ cho thầy cái này, sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần tùy mình chọn ha. Trong cái sắp xếp thì hỏi là bạn muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần, thì lúc này chúng ta sẽ chọn. Như vậy nhớ trong hàm sắp xếp này sẽ hỏi cho thầy, hỏi là bạn muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần. Rồi, như vậy mình sẽ đưa cái lựa chọn ở trong này cho người ta chọn. Thank you.
Thank you.
sắp xếp khó. Định nghĩa là hai class short. Coi lỗi. Nam lỗi gì? Hay khó gì ta? Đây. Nó nằm ở đây. Mình đưa cái này vô hàm sắp xếp nè. Vậy là xong. Khó gì đâu. Ví dụ mình muốn sắp xếp sinh viên Poly thì mình khai báo chỗ này là sinh viên Poly. Ở đâu? Sinh viên IT. Sinh viên IT. Sinh viên IT, sinh viên IT. Rồi chỗ này là sinh viên IT mà ký ở Reddit á. Vậy xong rồi đó. Đâu có gì đâu mà khó. Rồi để coi cái đoạn code sắp xếp nè. Đây sắp xếp nha. Đó. Đó vậy thôi. Này là trong cái slide có rồi. Này là cái tên của cái đoạn này mình muốn viết là gì? Là so sánh IT tăng. Ví dụ vậy. Thì mình lấy điểm so sánh với điểm và ghét điểm. Vậy thôi, khó gì đâu. Ok. Bạn muốn nhập tiếp không bị báo lỗi chỗ hàm nhập. Ủa hàm nhập cực kỳ đơn giản mà, xem lại cái code của thầy đi. Hàm nhập có gì đâu mà báo lỗi nhỉ? Đây bạn có tiếp tục không? Lấy một cái phím so sánh với chữ K. Nếu mà đúng chữ K thì thoát. Còn cái này là tất cả những cái này nè, nguyên cái cục này nè. Là mình viết trước nè. Cái này là cục này là nhập một sinh viên nè. Vậy mình bao cái while to trước cái thông tin sinh viên cho đến cái hết nhập. Rồi mình hỏi nhập tiếp hay không, đó vậy thôi. Lúc nãy thầy có chia để trị đó, tức là mình làm từng đoạn một. Thử coi sửa được không. Nó ghi là vậy là khai cấu trúc. Có thể là em sẽ thiếu dấu chấm phẩy, hoặc là em thiếu dấu ngoặc đóng hay gì đó, hoặc là thiếu dấu nháy kép vân vân. Sai cấu trúc. Rồi thêm view coi, sửa được chưa Nam ơi? Chưa được thì thêm view cho thầy.
Sao em đóng ngay đây? Ok, nếu Châu. Cái đó là nó báo lỗi cấu trúc, phải không? Cái break tức là nó sẽ sử dụng để thoát khỏi cái vòng lặp, mà trong cái vòng if của em nó không phải là vòng lặp, cho nên em đưa break vô nó bảo là cấu trúc bị sai đó. Sai là sai vậy đó.